Chào các bạn. Hôm nay Chí Lâm gặp lại các bạn để chia sẻ một bài giáo lý của Nho giáo và sơ lược qua đôi nét về cuộc đời và công đức của Đức Giăng Tuyên Khổng Thánh khi Ngài còn tại thế. Các bạn thân mến, nguyên lý để có ngôi vị thần thánh tiên Phật là do công đức phụng sự nhân loại. Đức Khổng Tử là người khai sáng Nho giáo, đồng thời là một triết gia lỗi lạc bậc nhất Á Đông. Hơn 2.500 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng và triết lý nhân sinh của Ngài vẫn được người đời coi là chân lý. Đức Khổng Tử khi còn tại thế là người rất thông minh, hiếu học. Tánh Ngài ôn hòa, khiêm tốn, làm việc gì cũng hết sức cẩn thận, đề cao lễ nhạc và luôn tin vào thiên mệnh. Ngài tin rằng bản thân Ngài được trời giao cho sứ mệnh góp sức xây dựng nên một xã hội tốt đẹp, quý trọng đạo đức. Và Ngài đã dành cả cuộc đời cho sứ mệnh đó. Đức Khổng Tử là một người rất nhân hậu. Hễ thấy ai đau đớn, buồn rầu, khổ sở thì Ngài động lòng thương xót. Do tình thương người mà suốt đời Ngài phải bôn ba chu du liệt quốc, mong đem cái đạo của mình ra để làm cho đời được thạnh trị. Sự giáo huấn của Đức Khổng Tử là làm sao cho sáng tỏ cái đức sáng của con người. Mỗi chữ viết, mỗi lời nói của Ngài đời đời người ta lấy làm khuôn vàng thước ngọc để noi theo. Chính vì vậy mà Đức Khổng Tử được người đời xưng tụng là Vạn Thế Sư Biểu, tức là người thầy dạy học của muôn đời về sau. Và Ngài còn được người đời tôn là bậc thánh hay bậc chí thánh. Đạo Nho của Đức Khổng Tử đã ăn sâu vào lòng dân tộc Việt Nam và có biết bao người trên hoàng vũ sống theo mẫu mực của Nho giáo. Các bạn thân mến, Nho giáo là đạo làm người, là nhân đạo. Nhà nào có đốt nhang thờ cúng ông bà, cửu quyền thất tổ là học theo Nho giáo, theo đạo làm người. Làm người phải như thế nào cho xứng đáng là con người? Nhìn lên trời không hổ thẹn với trời, nhìn xuống đất không hổ thẹn với đất, làm con người không hổ thẹn với người. Đó là cái tài trong tam tài, thiên, địa, nhân. Trên trời, dưới đất, giữa là con người. Giáo lý Nho giáo dạy con người có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau, biết thờ trời kính Phật, biết tu chân tích đức, biết làm lành lãnh dữ, biết thương người mến vật, biết học hỏi làm sao cho được minh tâm kiến tánh, tu dưỡng rèn luyện con người sao cho chí thiện chí mỹ. Nho giáo dạy con người ăn ở theo can thường đạo lý, không hô phong quán võ, không sái đậu thành binh, dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo. Muốn tu tiên đạo, trước hết phải học đạo làm người. Nho giáo chỉ lấy cái thực tế, không chịu mê tín dị đoan, lấy con người làm nền tảng cho gia đình, lấy gia đình làm nền tảng cho xã hội, lấy xã hội làm nền tảng cho quốc gia. Nho giáo dạy trong gia đình chồng hòa vợ thuận, cha lành con thảo, anh nhường em kính, lớn nói nhỏ nghe, nhỏ nói lớn nghe. Gia đình tốt, xã hội tốt. Xã hội có thuần phong mỹ tục, xã hội có trật tự lễ nghi, biết kính già thương trẻ. Quốc gia nhờ ảnh hưởng của gia đình tốt, của xã hội tốt mà cường thịnh. Đạo Nho truyền dạy nghĩa nhân, Giăng Tuyên Khổng Thánh khuyến dân trăn đời, ghi các sách ngàn lời để lại, chép nhiều thơ vạn đại truyền trang.